Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Way. Yes, yes, yes. Mọi người có biết mình ở đâu, nghe tiếng thay gì đó không? Cái này là đặc biệt nha. Dạ đúng rồi, bây giờ mình ở Đà Nẵng này. Đẹp, nhưng hôm nay cũng rất nóng. Nhưng mà gió to nên thoải mái nha. Yeah 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 yeah. 3 năm trước hả? 3 năm cuối cùng nè. Khi Tết nè, mình đến Đà Nẵng nè. Nhưng mà sau đó không đi đến Đà Nẵng nữa nha. Nè, bây giờ mình rất vui nha. Vui vui vui. Nhưng mà bây giờ là 12 giờ á. Nè, nóng, không có người khác nha. Không có người khác thì bãi biển này là bây giờ là của mình. Wow, bãi biển này là Mỹ Khê Beach. Yay, là đẹp nha. Và chắc chắn là nhiều người biết Mỹ Khê Beach nha, là nổi tiếng. Wow, bãi biển là tiếp tục đi xa nè, đến xa nè. Mình phải hiểu rồi à, tại sao không có người khác nha. Lần này cũng đi một mình thôi á, nên có thể là không thể ăn hải sản nha. BBQ là cho nhiều người á, một mình thì không thể gọi nhiều món ăn. Đà Nẵng, 昔 よりも絶対綺麗になってます。Đà Nẵng 来ております。南国ですわ。最後。Mình sẽ ăn thử là mì khoản nha. Ừ, là trước khi đến Đà Nẵng này, mình hỏi một người Việt Nam thì phải ăn mì khoản nha. Nên sẽ đi ăn thử nha. Yeah, bởi biển là như thế nào? Tốt. Bây giờ tới rồi à, nghe nói là mì khoản ít. Nghe là tiếp chân là ngon nè. Người Đà Nẵng là giới thiệu đây. Khi đi Đà Lạt nè, mình ăn mì quán ngay nè. Nhưng mà đây là mì quán ít. Mình vừa viết nè, có mì quán ít nè. Nên hấp dẫn nè. Mì quán ít tiếp chân này từ năm 1972 à. 1972. Wow, bây giờ là khoảng 2 giờ á, nhưng mà vẫn còn đông người á. Nên mình bây giờ ngồi bên ngoài á. Tới rồi à. Wow, ít ngay. Không biết tất cả như thế nào nè. À, từ làm mì quán ít này nha. Ok. Wow. Ngon nè. Không phải mặt nè, nó ngon nè. Quá ngon nè. Ok, hiểu không ta? Là tại vì là mình nè, là tiếng người Đà Nẵng đó nè. Nên bây giờ là ăn phúc rồi nhá. Nè, tại vì là cái này ngon. Là khi ăn món ăn ngon nè, quá ngon, thì chắc chắn là người ta luôn luôn cười. Là bây giờ mình là cười. Kết quả là không thấy là rất ngon. Dễ thương nè. Bạch trang cả. Bạch trang à? Xem bạch trang cả. Không biết.
が合うか。せんべいですわ。せんべい入れて、ね、歯ごたえを楽しむ。そんなやつを3年ふんふんびらのんほんでやみんてくでやびさみんてくさねんやいくもんおーねんなほてらなわんらうなとねんらえくないよこうやびねSôi mì này là mẹ giống như kia xì mè nè. Khi ăn sôi mì phở là ít cỏ, thịt cỏ á. Nhưng mà cái này là cỏ nhiều á, tôi không thấy á. À, bây giờ ăn mì Quảng rồi nha. Mẹ. Mẹ là cái này là cỏ.Màu vàng nè, nhưng mà không phải là cà ri nè, không phải là vị cà ri nè. Nguyên liệu có bột nhẹ nè, ưu con nè. Mọi người chắc chắn là phải chú ý là khi ăn mì Quảng ít này nè. Tại vì là... Ăn từ từ nè. Nếu mặc áo trắng nè, thì chắc chắn là dính nè.Bị súp này ướt nha. Kết quả là có cái gì ạ? Mà vào này chân. Hoàn hảo nha. Bên Nhật Bản là ít có ăn ếch nha.Khi còn trẻ mình đã ăn ít kem nè, khi đó là ăn ở khu vực Trung Quốc nhá, ít có nhà hàng có món ăn ít nhá, nhưng mà Việt Nam là nhiều á, là có thể là nổi tiếng là cháo ít nhá. Khi đi xe máy á thì mình không nhìn thấy bảng cháo ít nhá. Đối với người Nhật, ít này món ăn ít là hơi đáng sợ nhá.Bây giờ mình sống ở Việt Nam thì mình phải ăn thử món ăn Việt Nam, món ăn ếch nha. Để viết văn hóa Việt Nam, khi đi BBQ Việt Nam thì chắc chắn là gọi ếch nha, là ngon. Quen cuộc sống Việt Nam nè, em không có sợ nè, nên bây giờ ăn được ếch nha.Bây giờ là ngon tôi nhá. Còn là peanuts がいいんですよね。サラダとかにも入ってますけど、ピーナッツがいいアクセントになっている。これは美味しい。でなんか風味が、ピーナッツの風味がね、強いから、いいんですよ。美味しく感じられる。Rồi là rất ngon nè. Đầu tiên là mình không thấy là chắc chắn là một đĩa này là nhỏ nè, nhưng mà không phải là lùng mì Quảng ít này là ok đủ cho mình. Bây giờ là no rồi, theo cazu mì Quảng ít này là chín trăm tám mươi điểm nè. Chắc chắn là ở đây là nổi tiếng nên ngon nè, ăn tối nhãn là không có cay. Đối với mình xôi mì này là ngon nè, kết cấu là tốt nha em, 980 điểm nè, hơi mắc nha. Là một đĩa là bánh trắng là 9.000 nè, là khăn lăn là 5.000 nè, cho nên là một đĩa một ếch là 65.000 nèLà bình thường nè. Hơi mắc hả? Nhưng mà ở đây là khu du lịch nè, em chắc chắn là hơi mắc hả? Nè, ok. Được rồi.
もし皆さんダウンダナに来た時にはここのミークワンエッグ、カエルのミークワンぜひ食べてみてください。それではまた next time。